Sau đây em mình sẽ trình bày tiếp tục về tư tưởng Hồ Chí Minh về con người. Ờ, từ từ đã Nhân ơi, để các bạn điểm danh đã, các bạn nhóm trưởng điểm danh dùm mình với. Điểm danh các bạn có mặt trong bây giờ ấy nhỉ? Dạ nhóm một đủ 12 bạn. Rồi, nhóm một đủ. Các bạn comment, những bạn nhóm trưởng comment ở đây có 67 người mà đấy là 65, vẫn còn có những nhóm bị thiếu đấy. Nhóm nào thiếu comment bên ô chat dùm mình. Dạ cho em nhóm 7 đúng không? Còn nhóm 1, nhóm 6, 4, 6, 7. Còn nhóm 2, nhóm 3, nhóm 5 nữa. Nhóm 2 và nhóm 5. Đâu con đã đủ đâu ta? Đây là 71 bạn mà có bạn xe nữa rồi là có 69 bạn thôi. Nhóm 5 bằng nhóm trưởng nữa hả? Là vắng bạn Nguyễn Quốc Huy hả em? Dạ đúng rồi. Em liên hệ với bạn đi, bạn có học không để biết đường còn đấy chứ, hôm nay tổng kết điểm cộng mà sao nhóm trưởng lại vắng học được trời. Liên hệ trong group riêng hỏi bạn đi xem hôm nay bạn có đi học không. Dương Lý Hải. Quốc Huy. Liên hệ với bạn đi xem nha nha Khoa. Dạ không có phản hồi cô ơi. Vậy? Rồi chút xíu nữa làm sao các bạn tổng hợp được điểm cộng bây giờ? Rồi mà nhóm thuyết trình tiếp tục đấy con ơi. Vậy là vắng chỉ vắng hai bạn thôi hả? Rồi là vắng bạn Huy với lại bạn Hải rồi. Em xin trình bày tiếp à. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người. Đầu tiên, việc
Một này có ba ý chính. Thứ nhất là về con người. Thứ hai là vai trò của con người. Thứ ba là việc xây dựng con người. Đầu tiên, về con người. Con người là một chỉnh thể thống nhất về trí lực, tâm lực, thể lực, đa dạng bởi các mối quan hệ có nhân và xã hội. Thì để tồn tại được thì họ có bạn có thể cho mình biết thì con người cần phải có những yếu tố nào? Thế các bạn thì để tồn tại được trong xã hội này thì con người cần phải có những yếu tố nào? Có bao nhiêu chúng ta cái lời mà bạn nói lại câu hỏi được không? Dạ, theo các bạn rồi để tồn tại được trong xã hội thì con người cần phải có những yếu tố nào? Dạ, mời bạn cần những ý. Bạn ý à? Theo mình thôi á, thì để tồn tại xã hội này thì con người phải có tiền. Có tiền có tiền, có quan hệ. Đó, theo mình. Mình cho bạn. Có bạn nào có ý kiến khác không ạ? Bạn Lâm Anh Tú. Mời bạn Tú à. Theo mình là có trí tuệ, có sức khỏe và quan hệ xã hội. Mình xin trả lời luôn là để tồn tại được trong xã hội này thì con người phải có ăn, có mặc, ở, đi lại. Đời sống của con người không dừng ở vật chất mà còn có những nhu cầu tinh thần, văn hóa, những đặc trưng của con người. Tất cả nhu cầu về vật chất, tinh thần đó là cần thiết để con người được tồn tại. Mình xin tiếp tục. Thứ hai là về vai trò của con người. Con người là mục tiêu của cách mạng, con người là động lực của cách mạng. Theo bạn, vai trò của con người đối với cách mạng nước ta là như thế nào ạ? Mình xin nhắc lại câu hỏi là vai trò của con người đối với cách mạng nước ta là như thế nào ạ? Bạn Lâm Anh Tú có giơ tay không ạ? Mình quên rút. Dạ. Có. Mời bạn Lý Minh Hoàng ạ. Mình xin nói là con người là có vai trò nòng cốt, có vai trò quyết định đến cách mạng. Bọn trả lời có ý đúng là có bọn nào cái ý kiến khác không ạ? Mời bạn Lê Minh Chiến. Mình mới thấy bạn Chiến giơ tay, bạn Chiến bỏ xuống rồi. Không có bạn nào trả lời thì mình xin được nói luôn. Vai trò của con người đối với cách mạng nước ta là con người là lực lượng chủ yếu của cách mạng lúc bấy giờ. Theo Bác Hồ là có niềm tin vững chắc rèn với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận của dân tộc, với lòng yêu nước và chí kiên quyết của nhân dân và quân đội, thì chẳng những chúng ta có thể thế giành được thắng lợi mà chúng ta sẽ nhất định thắng lợi. Con người là yếu tố quyết định của thành công cách mạng, lòng yêu nước và sự đoàn kết của nhân dân là một lực lượng vô cùng to lớn, không thắng nổi. Con người là vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng, phải coi trọng và phát huy nhân tố con người. Đó là theo Bác Hồ. Hồ Chí Minh còn nhấn mạnh trách nhiệm đối với đời sống của nhân dân. Đó là một trong những việc phải làm Nga. Thứ nhất là làm cho dân có an, làm cho dân có mẹt, làm cho dân có chỗ ở, và cuối cùng là làm cho dân có hành để học hành. Cái mục đích đó là dẫn đến việc chúng ta giành được thắng lợi trong cách của cách mạng.
mình sẽ tiếp tục à, về xây dựng con người thì một mặt là có bộ ý nhỏ, ý nghĩa, nội dung và phương pháp. Chị sẽ like cho mình thôi. Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng con người, à, thứ nhất ý nghĩa là vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết, còn trước hết phải có những con người xã hội chủ nghĩa. Nội dung là có ý thức làm chủ, tinh thần tập thể xã hội chủ nghĩa, cần kiệm xây dựng đất nước, hăng hái bảo vệ tổ quốc, có lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần quốc tế trăng sáng, có phương pháp làm việc khoa học, phong cách quần chúng, dân chủ, noi gương, và cuối cùng là phương pháp là đề cao tính tự giác rèn luyện của mỗi người, chú trọng biện pháp giáo dục, chú trọng vào vai trò tổ chức đảng, chính quyền và toàn thể quần chúng. Trong hỏi là ý nghĩa của câu nói là vì lợi ích 10 năm trồng cây và vì lợi ích 100 năm trồng người là bố muốn nhắn nhủ với chúng ta điều gì ạ? Có bạn nào biết không ạ? Mình xin nhắc lại câu hỏi là vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người là bố muốn nhắn nhủ với đến chúng ta điều gì ạ? Mình mời bạn Huỳnh Thanh Phúc nha, mình thấy bạn Phúc giơ tay. À, vì lợi ích 10 năm trồng cây có nghĩa là bác muốn là tích cực tham gia sản xuất, là trong thời gian ngắn là có thể cải thiện tình hình đất nước, và vì lợi ích 100 năm trồng người là bác muốn đẩy mạnh việc giáo dục và của con người để người đó có thể giúp ích cho đất nước, và giáo dục người thì 100 năm. Cảm ơn câu lời của bạn. Câu lời của bạn là cũng câu lời của bạn là đúng. Ý nghĩa ở đây là bác kêu gọi là sống với cây xanh, bảo vệ rừng, bảo vệ tự nguyên. Bảo vệ tự nguyên. Và vế thứ hai có nghĩa là để có được lợi ích lâu dài, bền vững thì phải chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo con người, đào tạo nhân lực cho đất nước. Bác còn muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học, phải học và học lâu dài. Mình xin qua tiếp tục phần xây dựng văn hóa, đạo đức con người Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Vùng này gồm hai chính. Thứ nhất là xây dựng phát triển văn hóa và con người. Thứ hai là xây dựng đạo đức cách mạng. Đầu tiên thì mình xin vô bục xây dựng và phát triển văn hóa con người. Một này chỉ làm hai ý nhỏ là xây dựng và phát triển văn hóa. Thứ hai là xây dựng và phát triển nhân tố con người. Đầu tiên là một xây dựng và phát triển văn hóa. Khái niệm về văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy kinh tế xã hội. Thì một đất nước phát triển kinh tế xã hội thì đất nước đó có thể vươn ra tầm thế giới, và việc quảng bá văn hóa bên đất nước ta cho có thể nhiều nước bạn biết đến. Về việc xây dựng phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn đảng toàn dân, trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng. Tiếp theo là xây dựng phát triển văn hóa bằng cách là kế thừa và phát huy những truyền thống văn hóa của dân tộc mình, là mình gìn giữ những nét đẹp, những phong tục tập quán, những lễ hội đã có từ lâu đời ở nước ta, tiếp thu tinh thần văn hóa nhân loại. Có thể một số hình ảnh. Tiếp theo là phát triển nâng cao chất lượng sáng tạo văn học nghệ thuật. Một bộ phim của Việt Nam đã tham dự liên hoan quốc tế ở Berlin. Tiếp theo là khẳng định được biểu tượng, khẳng định và biểu dương có giá trị chân thiện mỹ. Tiếp theo là phê phán những cái lâu thời thấp kém, đấu tranh chống những biểu hiện phản văn hóa,
bảo đảm quyền được thông tin, quyền được tự do sáng tạo của công dân, phát triển các phương tiện truyền thông để chúng phát huy và tận dụng nhân tố con người. Tiếp theo là xây dựng và phát triển nhân tố con người. Vai trò của con người là trung tâm của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ thể phát triển. Nhiệm vụ cụ thể trong việc xây dựng và phát triển con người là xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện là mục tiêu của chiến lược phát triển, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế, xây dựng văn hóa trang chính trị và kinh tế, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, lượng tốt công tác lãnh đạo, quản lý bố trí xuất bản, chủ động hội nhập quốc tế và văn hóa, tiếp thu tinh thần văn hóa nhân loại và phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa với xây dựng hoàn thiện thị trường dịch vụ và sản phẩm văn hóa, liên tục đổi mới phương pháp lãnh đạo của đảng và nâng cao hiệu quả nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa. Thứ hai, xây dựng đạo đức cách mạng. Đạo đức cách mạng là thứ nhất là phải trung với hiếu, trung với nước, hiếu với dân, là phải tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương về ý chí và nghị lực tinh thần to lớn. Thứ tư là học tấm gương về chủ nghĩa yêu nước, kết hợp với quốc tế vô sản trang sáng và phần tích trình của nhóm em đấy là hết. Cô và các bạn có bao gồm các bạn đã lắng nghe và các bạn có câu hỏi gì đặt cho nhóm mình không ạ? Nếu các bạn không có câu hỏi gì thì mình xin được chuyển qua phần trò chơi của nhóm mình ạ. Dạ alo, các bạn thấy không ạ? Chưa Nam ơi. Chưa Đại ca ơi. Chưa thấy gì Đại ca ơi. Dạ thấy chưa à? Thấy rồi. Rồi bây giờ nhóm mình sẽ có phần mini game ở trên phần Kahoot, các bạn truy cập vô trang Kahoot nha. Dạ mạng hơi lắc, các bạn đợi xíu nha. Đại ca xài mạng Viettel quá đại ca. Cắn nó đi cho nó chạy nhanh lên đại ca ơi. Đại ca cắm sạc vô cho nó full hiệu sức nào đại ca.
Alo Minh ơi, Lô 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 nghe. vô trình chiếu giùm đi, sao cái máy tôi vô trang chủ kêu hút hết được rồi. Để em thử. Cô mấy bạn đợi em xíu. Đứa nào đang trình chiếu gì thoát ra đi. Đại ca, đại ca tháo tháo trình bày đại ca. Vô được chưa, vô được chưa? Mất trình chiếu với thầy Minh rồi. Thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa? Rồi 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 lên. Mã pin để bạn bạn vô. Bạn thấy mã pin chưa? 294 306. Ủa, trong trong thời gian đợi thì mình có thể trình bày được chơi được không Minh? Khoan, đợi đợi để tôi bắt đầu. Bây giờ là game này là cũng như mấy game Kahoot trước của mấy bạn, thì cũng là trả lời tầm 10 câu hỏi, nhưng mà thay vì hôm nay mình chơi nhóm á, mình sẽ chơi dạng cạnh tranh. Mình sẽ lấy đúng top 15. Top 1 sẽ được 1 là được 5 5 cộng. 5 cộng. Top Top 2 2, là top 4 2 là cộng. 4 cộng. Rồi top 3 là 3 cộng. 3 cộng. Còn từ top 4 cho tới top 9 là 2 cộng, còn top 10 tới top 15 là 1 cộng nha Quang. Rồi mới 36 người, lớp mình vô đủ chưa? Là 5 người đầu là người đứng vị trí đầu tiên được 5 cộng á. Dạ. Nhiều rứa, nhiều rứa, thế là nhiều quá rồi.
Vì nay game cuối con, tại vì nhiều bạn nó chơi cũng vẫn chưa được nhiều điểm cộng con. Với game này mình chơi có làm mới có ăn. Tại vì chơi team nhiều khi cộng trung bình ra có bạn trong team chơi có bạn không chơi nó cũng kỳ. Nó không có đúng với tinh thần thượng võ, mình phải chơi cạnh tranh. Tinh thần thượng võ nữa chứ, nhưng mà ý là mình thấy là số 5 cộng là nhiều quá, cộng chữ 5 nhiều. KSA là ai đấy kia, làm sao lúc rồi em đứng top 1 thì ai mà cộng điểm cho em, rồi super gì kia, Đặt tên đúng vô. mấy cái bạn mà nick nick như vậy bận Kích thế ra không ai đi mình. Kích cho nào đây ca? đó đó, bấm vào đó luôn thôi, bấm vào tên của bạn đó luôn, rồi ra rồi. Nè, đủ chưa ta? 42 bạn rồi. nhóm mình tới chúc trời chúc bạn 60. ơi, lót chưa xong. Ok, thầy. Ý ý hiểu luật chơi giấy. Ok. Ok. Người làm mình bốn mươi bốn bạn này. Cho mình xin lại mà pin luôn. Rồi đã đánh. Ở bên phần chat có mã pin đấy bạn. Hai chín tư bốn không không sáu. Mấy bạn tranh thủ vô nha.
nhóm chúng mình sẽ có 10 câu hỏi, đó là 8 câu hỏi để ôn lại nghị quyết và 2 câu hỏi thì để gắn liền với thực tiễn. Thế nên là các bạn chuẩn bị đi nha. Hai phút nữa mình sẽ bắt đầu nha, mấy bạn tranh thủ vào. Rồi số người chơi cũng dừng lại ở số 50 rồi thì thôi em xin phép cô các bạn bắt đầu trò chơi nha. Rồi, các bạn chuẩn bị trả lời câu hỏi nha. Buổi cuối thì đây gán gọn tóp lấy điểm cộng. Minh ơi, thời gian làm là 30 giây một câu. 30 giây cho một câu hỏi nha Tú ơi. 30 giây hả? 20 giây, 20 giây. À, mình cảm ơn. Trả lời càng sớm thì điểm càng cao nha. Gán lên. Tôi tin cái ông. Rồi mình bắt đầu nha. Văn hóa là mục tiêu. Vậy theo quan điểm Hồ Chí Minh mục tiêu là gì? Có 36 câu trả lời đúng, đó là câu A nha các bạn. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, văn hóa là mục tiêu nhìn một cách tổng quát, là quyền sống, quyền sung sướng, quyền mưu cầu, hạnh phúc, là khát vọng của nhân dân về giá trị chân mỹ. Đó là xã hội công bằng văn minh của tư tưởng Hồ Chí Minh. Rồi qua câu 2 đi Minh. Rồi, để câu đầu tiên thì bạn Nguyễn Tú của nhóm 1 đã đứng ở top 1 và tiếp đến là bạn Duy nhóm 4, Đình Thị nhóm 2, bạn Ý Nghĩ nhóm 1 và bạn Kha nhóm 05. Các bạn nhớ là đây là phần chơi cá nhân lấy top 15 nha các bạn, cố gắng nha. Không thể trông chờ đồng đội được như mấy đợt trước được. Rồi, mình tới câu 2 nha. Văn hóa là động lực, vậy động lực có thể hiện nhận thức ở những phương thức chủ yếu nào? Rồi câu C là câu trả lời đúng. Văn hóa được thể hiện qua 4 phương thức: văn hóa chính trị, ý nghĩa soi sáng cho quốc dân; văn hóa nghệ thuật là ý nâng cao lòng yêu nước; văn hóa giáo dục là giết giặc dốt, xóa giặc mù chữ, giữ người hiểu biết quy luật xã hội; văn hóa pháp luật là đảm bảo tuân thủ trật tự kỷ cương pháp luật. Với câu 2 thì bạn Bình Thị nhóm 2 đã lên top 1 nha các bạn. Bạn trưởng nhóm 1 cũng đã xuất hiện trong trong top 5 này rồi. Và đến câu 3. Theo người văn hóa phục vụ cho ai tổ chức nào? Người ở đây là Chủ tịch Hồ Chí Minh nha các bạn. Có 31 câu trả lời đúng, là đáp án là nhân dân. Văn hóa là khát vọng của nhân dân, văn hóa của người. Người ở đây là Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng vì nhân dân, phục vụ cho nhân dân. Văn hóa từ trong quần chúng của nhân dân mà ra,
về cũng trong quần chúng, chích trong giáo trình. Chích dữ gì đại ca. Rồi bạn Tú đã tiếp tục lên top 1 và bạn trưởng đã gớt đi, hay đó là bạn Trung. Mình đến tiếp theo câu 4 là câu được nhân đôi số điểm nha các bạn. Trong thời kỳ xây dựng xã hội chủ nghĩa, Hồ Chí Minh chủ trương xây dựng văn hóa có tính chất gì? A. Biết hy sinh làm lợi cho quần chúng. B. Tính chất dân tộc khoa học đại chúng. C. Mang nội dung xã hội chủ nghĩa tính chất dân tộc. D. Là không có đáp án nào đúng. Có E không đây ạ? Không luôn. Câu C là câu trả lời đúng, mang nội dung xã hội chủ nghĩa tính chất dân tộc. Trong thời kỳ hậu chiến tranh thì việc phát triển đất nước theo hướng chủ nghĩa xã hội dân tộc là một cách bước thiết đúng đắn nhằm đưa đất nước đi vào ổn định. Rồi, bạn Khai đã nhảy từ top 2 lên top 1 giành vị trí thư đầu tiên của bạn Tú và bạn Tú đã gớt xuống. Ôi, tôi tên Khải nha nhóm ơi. Khải hả? Đổi, tưởng Khai. Đúng rồi. Ai rồi đó ở cái điểm sát có thằng bạn nó ở chung phòng tên Khai. Rồi, chúng ta đến câu thứ 5 các bạn. Hồ Chí Minh đã từng nói đạo đức là gì của người cán bộ? Là gì? Câu này dường như là chưa ai hỏi nhưng mà bốn mươi sáu câu trả lời đúng là gốc và có ba người trả lời là hoa và ba người trả lời là thân. Người đã nhiều lần khẳng định đạo đức là gốc, là nền tảng của sức mạnh, tiêu chuẩn hàng đầu của người cách mạng. Câu này như là có mấy đợt hỏi bạn cái gì nè. Rồi bạn Khải tiếp tục giữ vị trí đầu. Tiếp đến là bạn Di, rồi bạn Kha, bạn Trung, rồi bạn Tú nhóm 1. Có hai bạn nhóm 1 trong top 5. Tiếp câu 6 các bạn. Quan niệm về chuẩn mực đạo đức gồm những gì? Rồi, rất nhanh câu D. Quan niệm về chuẩn mực đạo đức gồm là chung với hiếu, chung với nước, hiếu với dân, tinh thần quốc tế trong sáng, cần kiệm liêm chính, công chính vô tư, thương con người. Bạn Hiệp nhóm 3 đã bắt đầu xuất hiện. Thậu không nổi. Ủa nhóm 3. Hai bạn nhóm 3 đã vừa lọt top 5. Bạn Quang Hưng nhóm 5 cũng vừa xuất hiện. Câu 7, nguyên tắc xây dựng đạo đức là gì? Câu này thì đáp án A với đáp án D có số lượng chọn tương đương với nhau. Nhưng đáp án đúng là đáp án D. Nói đi đôi với làm, xây đi đôi với chống. Tu dưỡng đạo đức suốt đời, ba nguyên tắc xây dựng đạo đức thiết yếu của người cách mạng. Hay quá đại ca ơi. Cháu trình ra không đó. Uầy, bạn Di nhóm 4 vừa xuất hiện nè. Hai bạn nhóm 1 vẫn đang giữ vị trí đầu bảng. Gắn lên còn 3 câu nữa thôi bạn ơi. Câu 8, con người là mục tiêu của cách mạng được cụ thể qua 3 giai đoạn nào?
Đáp án đúng là đáp án A, giải phóng qua ba giai đoạn: giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng giai cấp. Và số điểm kết thúc của game là vẫn là Tú lọt lên top đầu với 8.400 điểm. Nhóm một những vị trí đầu. Rồi, còn hai câu các bạn hãy gắn lên nha. Còn câu chính nè. Tổng tuyển cử lần đầu tiên diễn ra vào năm nào? Sạch nhanh lên, ai nhớ thì sạch nhanh lên. Đây là hình ảnh của cuộc tổng tuyển cử đầu tiên. Câu A là đáp án đúng, 6/1/1946. Nhìn vô câu này thì tao có thể loại ngay câu C và câu D. Câu tổng tuyển cử đầu tiên này liên quan đến bài học hôm nay là: sau một thời kỳ u tối của quân chuyên chế thực dân khiến hơn 90% dân ta mù chữ, thì ngày này cũng như ngày mốc son đáng nhớ đánh dấu quyền tự do dân chủ, một thời kỳ mới của văn hóa giáo dục khi tiêu diệt được giặc dốt, xóa mù chữ, thành công giúp nhân dân biết về quy luật của xã hội. Câu 10 là câu cuối cùng và câu 10 nhân đôi số điểm nha các bạn. Cơ hội giành điểm các bạn gắn dùm lọt của top 15 các bạn. Lỗi ngược dòng thế nào? Outlay. Đi nào. Đâu là bản án tử hình đầu tiên về tham nhũng vi phạm đạo đức? A. Linh 14, B. Lũ Hậu, C. Trần Đức Tưởng, D. Trần Vũ Châu. Chắc các bạn biết trong hình là ai thì đó chính là đáp án. Nhanh tay copy hình chụp lên Google. Quá dữ. Trần Quay. Vũ Châu là đáp án đúng. Trần Vũ Châu sinh năm 1906 đến năm 1950, nguyên là đại tá quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên cục trưởng cục quân nhu, tiền thân là tổng cục cung cấp, nay là tổng cục hậu cần của quân đội nhân dân Việt Nam, bị tử hình trong vụ án tham nhũng nổi tiếng năm 1950 trong chiến tranh Đông Dương. Trần Vũ Châu đã bị tòa án binh tối cao phán án tử hình, đồng thời tước quân hàm đại tá theo công lệnh của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hai đồng bọn của Châu mỗi tên bị phạt 10 năm tù. Ui, ghê vậy trời. Chúng ta có đến kết quả. Top 1 là bạn Nguyễn Tú. Top 2 là bạn Trung. Top 3 là bạn Kha. Còn 10, 13, 10, 12 bạn còn lại thì mình sẽ Chụp danh sách lại up lên. up lên trên group lớp cho các bạn xem. Và theo thứ tự đó chúng mình sẽ cộng điểm. Cảm ơn các bạn đã tham gia vào phần chơi của nhóm chúng mình. Cảm ơn đi ta. Và phần thuyết trình của nhóm mình đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn cô và cùng các bạn đã lắng nghe và mong cô và các bạn cho ý kiến ạ. Nhóm mình xin cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn nhóm. Xin mời các bạn dưới lớp nhận xét cho bài thuyết trình của nhóm chúng mình nào. Các bạn có thể bật mic hoặc là comment lên chat cho mình ha. Nhận xét cho bài thuyết trình của nhóm số 7, nhóm đề tài cuối cùng. Rồi, mời Lực. Thưa cô, là theo em nghĩ thì về phần nội dung thì các bạn làm khá ổn, còn về vấn đề phát về thuyết trình, các bạn khá tương tác tốt với các bạn trong lớp, nhưng mà em thấy cái phần bạn thuyết trình sâu á, thì ít tương tác hơn. Thì nội dung thì vẫn đảm bảo nhưng mà bạn ít tương tác hơn với các bạn. Về nói chung là khá ổn, còn về phần về chơi thì về phần cái chơi thì cái trò chơi này em nghĩ thì các bạn nên có một cái gì ý tưởng sáng tạo hơn thay vì cứ ca hốt xài ca tốt. Vâng, em xin hết ạ. Rồi, xin mời các bạn khác. Xin mời các bạn khác nhận xét cho phần thuyết trình của nhóm cho mình ạ. À?
Xin mời. Bạn chưa nào? Nhận xét cho mình. Không, mình gọi bất kỳ ấy nhỉ. Hoài Hoàng. À, dạ thưa cô, là em có một vài nhận xét là trước tiên là về nội dung thuyết trình thì bạn đã làm rất là tốt và làm rất là đẹp. Và bạn Nhân thì phần đầu của bạn Nhân thì giọng nói về giọng nói thì chậm rãi và rất là cuốn hút và tương tác rất là nhiều. Và bạn thứ hai thì giọng dù hơi rung nhưng bạn đã quá cố hoàn thành phần thuyết trình của mình. Thì cũng xin chúc mừng nhóm. Và phần trò chơi thì em thấy dù em không có tốc cao nhưng em thấy câu hỏi hơi dễ. Câu hỏi dễ sao em không được tốc cao? Em thấy nó dễ dễ hay sao mà em chọn không kịp không? Rồi, dạ, em xin hết ạ. Rồi. Ok, xin mời các bạn khác. Có ai có nhận xét gì nữa không? Mình gọi một vài bạn bất kỳ đi, biết đâu lại bắt được một vài nhân vật trong nick ở đây. Xin mời Nguyễn Đình Minh. Có. Đúng rồi, Nguyễn Đình Minh. Bạn Nguyễn Đình Minh đang ở đây không? Nguyễn Đình Minh lần thứ nhất. Nguyễn Đình Minh lần thứ hai. Nguyễn Đình Minh lần cuối cùng đấy, vừa ra quân xong đã bắt ngay được một thanh niên trao nick ở đây. Là Nguyễn Đình Minh hôm nay vắng. Nhóm của bạn Lực ấy. Rồi, bạn tiếp theo. Xin mời bạn Phạm Đăng Bình. Dạ, em không có ý kiến gì về phần nhận xét của nhóm các bạn. Bạn không có ý kiến gì, nãy giờ em có theo dõi phần thuyết trình của nhóm không? Dạ có rồi. Có thì phải có ý kiến nhận xét của riêng mình chứ sao lại không có ý kiến nhận xét gì? Dạ, thấy cũng ổn. Ổn là ổn chỗ nào? Nãy giờ em có theo dõi phần thuyết trình của nhóm không? Dạ có. Rồi mình hỏi em nhóm thuyết trình đề tài gì ạ? Dạ, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, văn hóa với còn một ý em quên rồi cơ. Rồi, thế em thấy bài thuyết trình của bạn như nào, ổn ổn là sao, phải nhận xét đàng hoàng đấy chứ. Dạ, cô là đầy đủ. Và về phần các bạn thuyết trình thì nói chung là cũng tùy từng bạn thuyết trình nó sẽ khác nhau cho nên em cũng không có nhận xét gì về phần đó. Từ mỗi người thuyết trình khác nhau thì mới cần mình có nhận xét chứ. Rồi. Cảm ơn Bình. Xin mời bạn Thái Văn Tiến. Cô ơi, mic cô nhỏ quá em không nghe gì. Mình mời bạn Thái Văn Tiến. Bạn Thái Văn Tiến có đang ở đây không? Thái Văn Tiến lần thứ nhất. Dạ dạ, thôi em ạ. Dạ.
Trời ơi, nghe nhạc còn to hơn bài này trong bài này. Dạ dạ, dạ đây. Do ở cạnh phụ huynh ha cô, dạ để em chuyện nhỏ lại. Để cô chờ em một xíu ạ. Nghe bolero thế này thì học hành sao được đó. Dạ, dạ rồi cô có câu hỏi gì muốn hỏi em này? Mình đâu có câu hỏi gì hỏi em đâu, mình đang gọi tên em vậy thôi. Dạ. À, sao em có biết mình đang hỏi gì không? Dạ, cô đang hỏi mấy bạn về cái bài thuyết trình của nhóm. Ừ, mình hỏi em câu tương tự ấy. Dạ thì em thấy bài thuyết trình của nhóm bạn thì cũng ổn. À, về phần trò chơi thì cũng thú vị á. Em có, nãy giờ em có theo dõi phân tích trình của nhóm không? Dạ có ạ. Có bạn thuyết trình và lúc sau là em thấy hơi bắp. Ừ. Dạ. Thế phần trò chơi ấn tượng, phần trò chơi hay thì em có tham gia không? Dạ có, nhưng mà thứ hạng của em nó không có cao luôn. Em thứ hạng bao nhiêu? Dạ 42 rồi. Rồi, cảm ơn Tiến. Dạ, cảm ơn cô. Giờ mà nghe nhạc thì sẽ to hơn là nghe này làm sao mà nghe được. Nghe nhạc to thế làm sao mà học được. Rồi, mình sẽ nhận xét ha. Đối với phần thuyết trình của nhóm đề tài số 7, đề tài cuối cùng của bạn Nguyễn Thị Yến Nhi. Mặc dù nhóm trưởng là con gái nhưng mà phần thuyết trình hầu hết đều xuất hiện là tất cả các bạn là bạn nam hết hả? Không thấy Nhi xuất hiện, bạn Nhi chỉ có một số theo dõi lượt giơ tay của các bạn dưới lớp thôi đúng không? Dạ, do là em muốn là tất cả mọi người thành viên trong nhóm đều là mấy cô. Giống như là ai cũng sẽ đều được nói, mấy bạn mà có thể là dạng hoặc là mạnh, giống như là mạnh dạng đó cô, là sẽ được nói thuyết trình lưu loát để phần nó sẽ tốt hơn. Với lại có một bạn Nhật, đó là tinh thần bạn là xung phong. Em rất là cổ vũ tinh thần của bạn ạ. Ừ, rồi. Rồi, cảm ơn Nhi. Đầu tiên, về nhìn một cách tổng thể thì mình thấy là các bạn đã rất là cố gắng trong cái bài thuyết trình này ha. Về cái mặt nội dung, rồi về mặt tất cả trong cái quá trình về chuẩn bị về mặt nội dung cũng như là về mặt hình thức. Giống như ban đầu bạn Nhân nói đây, đây là một cái bài đề tài thuyết trình nó không khó, nhưng mà nó dài vì nó có rất là nhiều nội dung. Nếu như những nhóm khác các bạn chỉ có một vấn đề thôi, tư tưởng Hồ Chí Minh và một vấn đề nào đó thôi, thì đối với nhóm này thì các bạn có tới 3 vấn đề là tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và con người. Tới 3 nội dung luận. Và cho nên là mình thấy là xuyên suốt quá trình thuyết trình thì các bạn đã rất là cố gắng, rất là nỗ lực trong cái việc cố gắng hoàn thành cái nội dung của cái bài thuyết trình này. Đầu tiên về phần PowerPoint thì mình thấy là slide của các bạn khá là đẹp, khá là ổn đúng không? Khá là nhiều hình ảnh để minh họa. Rồi có phần game mở đầu để bắt đầu cái bài thuyết trình của mình này. Mình thấy khá là ổn. Để mà giới thiệu, để mà bước vào cái bài thuyết trình giống như một cái màn khởi động vậy đó. Về phần tương tác thì các bạn cũng đã rất là cố gắng tương tác rất là nhiều, đặc biệt là cái phần thuyết trình của bạn Nhân. Mình thấy nhóm có sự phối hợp với nhau khá là nhịp nhàng trong cả cái quá trình mà thuyết trình. Khi mà các bạn thuyết trình đặt câu hỏi thì có bạn khác của nhóm support ngay là ai là người trả lời, ai là người giơ tay, rồi tương tác của người kia ghi nhận khá là nhịp nhàng. Kể cả trong cái phần game thì mình thấy là bạn Nam với lại bạn Minh đúng không? Bạn Nam với bạn Minh cũng hợp tác với nhau khá là ổn, phối hợp với nhau khá là tốt trong cả cái phần game đó. Nhóm có 2 bạn thuyết trình nội dung chính là bạn Nhân với bạn Nhật. Thì mình thấy phần của bạn Nhân đó, bạn thuyết trình rất là tốt đúng không? Cái phần bạn ấy thuyết trình 2 nội dung lớn là tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và về đạo đức, và cái phần mà bạn ấy trình bày khá là dài. Mình nghĩ là để có một cái bài dài như thế, bạn ấy tương tác đều hơi như thế thì thể hiện rằng là bạn ấy có sự chuẩn bị bài khá là nhiều.
Và đúng ra thì mình nghĩ là nhóm nên phân chia ra nữa ba cái nội dung chính đó, về văn hóa này, về đạo đức này, về con người thì nên chia ra mỗi phần một bạn ấy, thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn cho các bạn thuyết trình. Thế các bạn thấy là phần của bạn nhân các bạn nói từ đầu lúc mà thuyết trình từ lúc 12:40 cho tới giờ để lao là 2 giờ luôn, nói liên tục như vậy sẽ rất là mệt đó các bạn, và cảm giác là nó hơi nhiều quá ấy, hơi dài quá. Vậy cho nên là nếu đúng ra thì nếu như các bạn chia ra ba phần thì nó sẽ, mình nghĩ là nó sẽ hợp lý hơn và cũng sẽ nhẹ nhàng hơn ha. Nhưng mà dù sao bạn nhân cũng đã hoàn thành rất là tốt cái trách nhiệm của mình, cái phần mà mình được đưa ra, chuẩn bị bài khá là kỹ, tương tác rất là nhiều trong quá trình mà bạn ấy thuyết trình. Còn phần thuyết trình thứ hai của bạn Nhật thì theo như bạn Nhi nói là bạn Nhật là người xung phong, thì chúng ta đương nhiên là hoan nghênh cái tinh thần xung phong đấy, cái tinh thần đóng góp đấy của bạn ấy ha, và nó cũng giống như là một cái cơ hội để chúng ta có thể luyện tập khả năng của mình nói trước đám đông, luyện tập cái khả năng mà thuyết trình của chúng ta. Đấy là nếu xung phong thì đó là điều tốt thôi. Nhưng mà quá trình bạn Nhật á, bạn Nhật thuyết trình á thì cũng có cố gắng tương tác, nhưng mà phần tương tác chưa được đều hơi lắm và còn hơi ít. Và có một điều đó là trong quá trình bạn Nhật nói thì bạn hơi lúng túng, hơi ấp úng và nói bị hơi bị lắp một chút á. Không biết là do bạn hồi hộp quá hay là do thói quen của bạn ấy, cho nên là các bạn nghe thì sẽ thấy hơi bị lắp một chút, và càng về sau thì bạn ấy càng lắp nhiều hơn hay sao ấy. Ví dụ như là bạn nói là xây dựng đạo đức là gì đấy, xong rồi trên đây là bài thuyết trình của nhóm đồ này kia, hơi lắp một chút. Nên thì mình nghĩ là bạn Nhật chắc là phải luyện tập nhiều hơn hoặc là cố gắng nhiều hơn kiểm soát cái cách nói của chúng ta trong quá trình mà chúng ta thuyết trình ha. Còn về phần game á, thì về phần game thì đúng là về phần ca hút thì nó không có gì lạ nữa, và các bạn cũng đã có cái nỗ lực trong cái việc là lựa chọn câu hỏi này, rồi cái cố gắng xây dựng một cái hình thức đánh giá nó khác hơn so với những năm trước. Rồi trong quá trình tổ chức thì có sự phối hợp của hai bạn, như vậy cũng được rồi. Rồi, đấy là phần nhận xét của mình dành cho nhóm thuyết trình đề tài số 7 ha. Có ai có ý kiến gì nữa không? Ai có ý kiến gì nữa không các bạn? Lý Thuận đang xem gì mà cười chứ đấy? Dạ thì nhóm em cũng xin cảm ơn ý kiến của cô và các bạn ạ. Nhóm em sẽ rút kinh nghiệm về và chắc không có kinh nghiệm lần sau. Em xin cảm ơn. Thì cũng nên rút kinh nghiệm lần sau chứ. À, lần sau cho những môn khác ạ. Chứ em mong là sẽ qua môn này ạ. Đó thì hên xui. Rồi, có ai có ý kiến nhận xét gì nữa không? Bích Thuận, nhóm trưởng Bích Thuận đang làm gì đấy? Đang xem gì mà cười đấy? Dạ, em xin lỗi cô, bạn em nó phá rồi. Bạn em á? Chưa về nhà? Đang ở phòng trọ à? Dạ, chưa. Đang ở đâu? Dạ em ở Thủ Đức thôi. Trời ơi dịch bệnh ông nhớ kỹ lưỡng nha bạn ơi. Chung phong chống dịch đi bạn ơi. Bảo trọng sức khỏe bạn ơi. Gái lứa một mình độc thân Sài Gòn nguy hiểm lắm. Đúng không? Thôi đi ông ơi. Lo dùm. Rồi, đối với phần thuyết trình của nhóm đề tài số 7 các bạn có không có thắc mắc gì, thế thì các bạn có không còn nhận xét gì thì có bạn nào có thắc mắc gì không? Các bạn có thắc mắc hoặc có câu hỏi gì dành cho nhóm không?
Hiệp nhóm 3 tên đầy đủ là gì vậy? Hiệp nhóm 3. Hiệp nhóm 3 tên đầy đủ là Phạm Huỳnh Hiệp. Phạm Huỳnh Hiệp. PDP đúng không? Thầy cô. Bạn ấy đang nhắn tin hỏi em bên group Zalo kìa. Vậy là ngày hôm nay sau khi điểm danh, nhóm trưởng điểm danh xong thì có thêm một số bạn vắng là bạn Nguyễn Đình Minh này. Bạn Nguyễn... Đâu rồi? Dương Lý Hải này. Rồi gì nữa nhỉ? Không thấy bạn nào mà mình gọi tên không thấy nhỉ? À rồi rồi, có các bạn đấy thôi. Bạn Dương Lý Hải đúng ra là mình sẽ không đánh vắng bạn đi đâu. Nhưng mà vào xong rồi, giả lao xong vào một cái xong rồi nhắn tin trên kia phát xong thôi, dạ ok xong thắt thoát ra luôn. Không có tinh thần cầu tiến, cầu thị học hành gì cả. Ơ bảo ơ thôi em bị đánh vắng cũng được, nhưng mà anh xin phép cô được học, được ngồi học, ngồi nghe thôi kia. Ờ. Rồi bây giờ nhóm các bạn sẽ công bố lại cái phần điểm cộng của ngày hôm nay để cho các bạn nhóm trưởng có cơ sở để tổng kết lại hết điểm, và mình cũng sẽ làm điểm quá trình cho các bạn. Có bạn nào có câu hỏi gì, có thắc mắc gì dành cho nhóm thích thì không, mình hỏi lại một lần nữa. À các bạn. À, mời của Tiến Nhi là nhóm đó mà. Dạ dạ cô, dạ không em hỏi về vấn đề là lúc nãy em vừa xem lịch, em thấy để là thứ hai tuần sau mình thi môn này á cô. Ok, chút xíu nữa mình sẽ nói kỹ hơn về cái vấn đề đó. Dạ. Sau khi mà các bạn tổng hợp điểm số xong xuôi, mình làm điểm quá trình xong thì phần cuối cùng mình sẽ hướng dẫn cụ thể các bạn là có về phần thi cuối kỳ ha. Có ai có câu hỏi dành cho nhóm nữa không? Dạ chắc không có câu hỏi nào rồi đó cô.
Và các bạn xem điểm cộng của nhóm vừa thông báo thì có gì thắc mắc không thì hỏi lại nhóm luôn. Về phần điểm cộng của nhóm các bạn có thắc mắc gì không? Alo. Có thắc mắc gì không các bạn? Nếu không có thì các bạn nhóm trưởng của các nhóm các bạn ở đây hết rồi đúng không? Dạ cô. Bây giờ các bạn sẽ tổng hợp lại hết cái điểm cộng của các thành viên trong nhóm cho đến giờ phút này dùng mình ha. Từ buổi đầu cho đến bây giờ ấy, các điểm của các thành viên trong nhóm sau đó chụp hình và gửi lên group Zalo lớp dùng mình. Các bạn nghe rõ không? Các bạn nhóm trưởng ạ, tổng hợp hết những điểm cộng của thành viên trong nhóm. Sau đó rồi gửi lên group Zalo rồi mình. Các bạn nhóm trưởng, chúng ta có 7 bạn nhóm trưởng đúng không? 7 bạn chủ động cộng cho mình mỗi người 3 cộng. Cảm ơn vì các bạn đã ghi nhận giúp cho mình những thông tin liên quan đến các hoạt động của nhóm cũng như là điểm cộng của thành viên trong nhóm ha. Mỗi bạn nhóm trưởng được cộng thêm 3 cộng. Mình nghĩ chắc là các bạn cũng full hết rồi chứ. Rồi các bạn nhóm trưởng nghe rõ không nhỉ? Dạ rõ rồi cô. Dạ nghe cô. Dạ rõ. Rồi, các bạn làm đi. Rồi.
nhóm của bạn nào mà ít thế này? Nhóm của Phạm Văn Cảnh. Rồi, được rồi, thôi, không có vấn đề gì, không sao đâu trời. Sao nhóm thì có 4 cộng thế này? Hoạt động nhóm không tương tác không gì hết, rồi sao mà điểm thấp thế này trời? Ôi trời ơi. Tính ra điểm tương tác của các bạn cũng rất là thấp. Rồi từ từ, các bạn nhóm trưởng đợi một chút. Các bạn ngoài việc là gửi tổng điểm á, các bạn làm một cho mình một cái cột nhỏ ở phía bên cạnh á, ghi quy ra số điểm thực tế luôn giùm mình. Ha. Đó, các bạn ghi thêm giùm mình một cái cột ở phía bên cạnh là ghi ra số điểm thực tế luôn. Theo đúng cái yêu cầu bữa ban đầu mình nói, đó là chúng ta sẽ tính điểm bonus đấy là 25 dấu cộng sẽ tương đương với 10 điểm đúng không? Thế thì quy ra là 1 cộng sẽ tương ứng với 0,4 điểm. Đó, vậy cho nên là bây giờ các bạn dựa trên cái số điểm cộng của thành viên trong nhóm đấy, các bạn nhân với 0,4 của mình là sẽ ra quy ra cái số điểm thực tế của các thành viên trong nhóm. Ha, các bạn làm cho mình một cái cột bên cạnh đó và quy ra cái số điểm thực tế của các thành viên trong nhóm giùm mình luôn nha các bạn nhóm trưởng. Cô là để bị dơ về cái thôi sao không? Thì là ghi là 10 thôi chứ còn. Dạ vâng ạ. Là 10. Sao mà điểm mình tưởng là học online này rồi tương tác rồi kia nhận xét comment rất là nhiều thì phải ghi điểm cộng chứ ta? Sao mà lại ít điểm cộng thế này, toàn là 3-4 cộng thế này thì làm sao đây? Các bạn nhóm trưởng bữa mình có nói là các bạn ghi nhận câu trả lời ấy, miễn là có trả lời, có đóng góp xây dựng bài là ghi là được điểm cộng. Các bạn nhóm trưởng có ghi nhận cho các bạn ý không? Sao mà điểm thấp thế này? Tùy bạn nữa cô, tùy bạn có chịu tương tác hay không nữa cô ơi. Mặt bằng điểm gì mà sao có bạn cao được quá trời cao, còn hầu hết là vẫn là rất là thấp thế này trời. Trong khi đấy online là còn đã rất là dễ dàng để kiếm điểm rồi, comment bên ô chat thôi là cũng đã được tính điểm cộng bình thường rồi. Đó đó đó. Như nhóm bạn cảnh như này à. Nhóm bạn cảnh như này thì 1,6 không thế này thì làm sao đây trời? Dạ. Này em không biết nữa. Tại bạn chiến nhờ em tổng điểm em cũng không biết. Đấy, bạn chiến đâu rồi? Chiến hả? Bạn chiến đâu? Dạ, để đợi xíu. Sao mà cả nhóm người nào người đấy là chỉ có 1,6 điểm thế này thì làm sao đây? Ghi nhận điểm cộng kiểu gì đấy trời? Hay là các bạn trong nhóm cũng không tương tác luôn? Sao mà quá tệ như vậy? Trời ơi, nhóm của bạn Thuận cũng vậy này.
ơi, khủng khiếp. Tại sao lại có thể thấp được như này? Mình không nghĩ là học online các bạn lại có thể có điểm thấp như này. À dạ cô ơi, nãy bạn Chiến xin cô nghĩ có gửi trong nhóm group á cô, group trên Zalo á cô. Ừ, rồi rồi. Dạ. Trời ơi, điểm như thế này thì thôi. Chút xíu đó mình sẽ cộng điểm xong điểm quá trình, các bạn sẽ thấy được rằng là cái điểm bonus này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến điểm quá trình của các bạn. Mình không hình dung được là tại sao nó lại thấp được như này. Mình cứ nghĩ là online thì các bạn sẽ có rất là nhiều cách để mà chúng ta ghi điểm cộng. Chưa kể là các buổi thuyết trình, các nhóm thuyết trình đều có phần mini game rồi, cộng theo nhóm rồi, xong rồi lại còn câu hỏi tương tác trả lời qua cả mic hay là cả nhắn tin cũng ghi điểm cộng rồi, mà sao lại có thể được như này được nhỉ? Sao mà nhóm bạn Lực có cả không điểm thế này? Võ Trường Kỳ, Hoàng Đức Lộc, Nguyễn Đình Minh, Phan Nguyễn Đăng Khoa, Trần Đăng Khoa gì mà không với 0,4 thế này? Sao vậy Nhi? Dạ cô ơi, do nhóm em á là em thấy tinh thần của mấy bạn á làm PowerPoint đợt này thuyết trình á rất là có tinh thần, bạn nào cũng tham gia á, cho nên em muốn khuyến khích cộng thêm cho mỗi bạn từ 1 đến 2 cộng được không ạ cô? Không được. Cái điểm của nhóm em là mình đã tính vào trong cái điểm thuyết trình riêng rồi.
cái là cái phần sản phẩm của nhóm em là mình có phần thuyết trình nhóm là mình đã tính là cái cột điểm thuyết trình riêng, nó không liên quan đến cột điểm bonus hay là cột điểm tích lũy này cả. Dạ em cảm ơn cô. Sao mà nhóm của bạn Lộc toàn là không điểm thế này? À, bạn Lực. Bạn không thuyết trình, không phát biểu hài, bây giờ chấm sao cô? Bây giờ của em lấy chia ra cho các bạn nhóm, được không cô? Các nhóm khác thuyết trình rồi, các bạn ấy cũng không không đóng góp, không tham gia, không trả lời gì hết à? Dạ không cô. Rồi, ok. Này chịu cô ơi, tại đâu phải ai cũng tương tác. Ngay cả cái việc mà không nhất thiết phải mở mic lên nói, không chỉ cần gõ đánh máy hoặc là copy paste qua thôi mà cũng không làm được thì làm sao được. Các bạn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Rồi chút xíu nữa mình chiếu lên cái phần điểm quá trình rồi các bạn sẽ thấy cảnh. Không thể tưởng tượng được. Các bạn nghĩ là ok rồi, chút xíu nữa thấy điểm quá trình các bạn sẽ biết.
Các bạn đợi một chút nha, để mình nhập điểm quá trình sau đó rồi công bố điểm quá trình và ôn tập cho các bạn.